Hello mọi người, bây giờ là 9 giờ các bạn. Thông thường mình hay ngồi ở bãi biển tới 9 giờ, mình 9 giờ rưỡi mình mới lên. Hôm nay mình thấy ở chỗ này các bạn, ngay chỗ hai xe đang làm á, hai con Sumi đang làm. Giờ có mấy anh đang chạy cá dưới biển các bạn. Wow, dính cá quá trời cá luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Wow, dính cá dữ lắm, dính luôn. Để mình đi ra đó cho bạn xem nha. Ở đây họ làm kinh lắm các bạn. Hầu như là họ làm xuyên đêm luôn. Sáng hơn. Wow, nãy thấy kéo chà lên cá quá trời cá luôn. Cá này cá gì không biết luôn, nó y gan như con cá chốt vậy đó các bạn. Còn cá chèn ở Việt Nam vậy đó. Những cá này dưới biển mình cũng không rạch. Wow, quăng một chài quá trời cá luôn kìa. Ôi, người ta xuống quăng nhóc hết trơn các bạn ơi. Ôi. Kìa. Con cá nào không biết tên cá gì nha các bạn, nhưng mà nhìn nó khá là giống với giống hình con cá chèn cá chốt mình vậy đó bạn. Ghen cá chốt nó mập u nu à, thịt mềm mèo. Trời ơi, cái chài bên kia dính mấy ghê nữa kìa. Quá dính rồi. Trời ơi, cá. Quá trời dính cá luôn. Ghê thiệt. Hồi hôm mình thấy họ chài một đêm rồi, nhưng mà không để ý các bạn. Bữa nay mới để ý, thấy. Wow. Nói chung là mình không biết con cá này tên con cá gì. Coi hoa chài các bạn. Hai cái xe múc quyết liệt luôn các bạn. Họ múc ngày múc đêm luôn. Thông thường mình ở đây đến 9 giờ, có khi 10 giờ mình mới vào, nhưng mà họ vẫn còn làm các bạn. Chạy cá các bạn. Xe bên này kéo lên là có dính không? Wow, dính kìa. Quá trời. Ui, cá bự bự không, quá ngon.
cũng dính rồi nè. Trời này cá nhỏ nhỏ nhỏ. Kéo mà chấm nó ba đi nè, ba đắt nè. Cũng như dạ đó. Cùng hôm đấy. Con trà này là cá mới bự nè. Tới bình nữa bình. Con chăm tay bị mất đánh chôm mà. Con đánh chôm mà tao tao bê không mà. Xem họ ra họ quăng chài nha mọi người. Ô quá ơi. Gì dính kìa. Con chùa. Không hiểu sao cá lại vào cái vị trí này nha các bạn. Cái này là mình không hiểu nha. Ngay cái vị trí công trình đang làm các bạn. Chài nào cũng dính vậy đó, ít nhiều thôi các bạn. Rồi cái chài này sao lâu vậy? Rách chài luôn hả gì vậy? Bị cá đầm chảy máu luôn. Buồn mạng này phần ở bạn chạy đó vô, chạy đó vô có cá. Chạy nào cũng dính với ít nhiều thôi các bạn. 1 2 3 4 5 5 6 cái chạy rồi. Trời ơi, một xô luôn. Wow, quá nhiều. Quá nhiều. Việt Nam. Không biết. Cô gái này biết một ít tiếng Việt. Cô ấy có hỏi là Việt Nam có không biết con này à. Đấy. Mình bảo là không biết. Quá trời luôn, nửa xô cá luôn các bạn. Cái này đợi một hồi là đầy nhóc luôn á. นี่ใช่ยังไงดีเด้อยังไงมันตอดเด้อตอดลมนี่กุ้งไปเลยอ่ะตะคมโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยอย่าไปนี่ล่ะ cá này nó nói chung là nhìn hình thù nó y chang như con cá chốt mình vậy đó các bạn, nhưng mà lò này nó ở biển thì mình cũng không biết nó là cái gì. Nghéo luôn. Nó có hai cái quay, hai cái sọc. Nó có sọc y ren như cá chốt. Ôi trời này. Anh này nãy giờ anh ra anh chài nào chài nấy cá nhóc hết trơn các bạn, mà cá bự không à. Anh này là nãy giờ chài thấy là chài nào cũng cá bự. Mình
không nghỉ. Cá này ăn chắc ngon lắm rồi bạn. Tép nè. Một ba đi em bạn. Bay nồi nè. Đi ơi đại này. Kiếm ăn thôi là có cây có cây vậy chứ. Mình không hiểu tại sao mà cá nó lại nhiều đến vậy luôn á các bạn. Ôi kìa, chạy nó lên kìa, quá trời cá cái chạy đó rồi. Hello. Quá đã luôn các bạn ơi. Hồi hôm mình thấy họ lăn xăng ngoài này một đêm rồi nhưng mà mình không có nghĩ là nhiều cá như vậy. Không biết tại sao cá nó lại tập trung ở chỗ này các bạn. Mình nghĩ là không phải do cái máy hút sình, máy hút cát nó hút lên đâu. Nếu mà máy hút cát nó hút lên á là họ sẽ đứng, hoặc là giả mình đứng đây mình sẽ thấy được con cá. Đấy, nhưng mà cái này là mình nghĩ là không phải do cái bơm cát này nó hút lên. Mà tại sao nó lại vào chỗ này các bạn, nhưng mà lại vào đúng cái vị trí mà họ đang bơm cát các bạn. Không hiểu các bạn. Đấy, chạy thí đại chứ không dính nữa các bạn. Có cái anh áo đen đó anh chạy hay các bạn. Thấy anh quăng chai nào lên cũng nhiều cá, mà cá bự không các bạn. Chạy lên chạy nào cũng cá lắm. Cái xô nhiều cá hình như là sách vào rồi các bạn. Cái xô nhiều cá sách vào rồi. Ồ, ra càng ngày càng đông người các bạn ơi. Có vẻ như là họ có cá cái là họ gọi điện hoặc kêu ra các bạn. Cái xô nhiều cá sách vô rồi các bạn. Wow, cái xô em tính để nhiều mình quay cho các bạn xem sách vào rồi. Đúng quá, đúng quá. À đây là đây còn đây. Quá nhiều luôn. Mẹ anh chài anh quăng chừng 20 chài nữa là đầy xô luôn. Nồng trên cái này là
anh áo đen này chạy hay các bạn, nãy giờ mình thấy anh chạy chạy nào cũng nhóc cá vậy các bạn, mà cá bự không à, hay hơn mấy anh kia. Anh áo đen anh đi ra tuốt ngoài đó anh chạy các bạn. Wow. Mấy người đó xách xô vô đó các bạn. Thì chỗ này mấy hồi đâu đầy xô các bạn. Đây cái anh áo đen vô các bạn. Kìa kìa, nhóc cá chứ anh trời. Ủa anh này anh chạy hay ghê thế các bạn. Quăng chài nào cũng nhóc cá vậy trời. Ok ok. Rồi chắc có vẻ như là ảnh ồ dính ghẹ luôn à. Wow. Con lẹ lại. Con ghẹ. Con ghẹ. Con ghẹ đèn nha các bạn. Con ghẹ. Đó là con ghẹ đèn. Hey, you're the pig.
con á. Con cá rất là to các bạn. Nó sẽ để qua một cái xô nhỏ để họ rửa cát xong cái họ mới thả vào cái xô lớn. Đây thành áo đèn anh đi ra ngoài đó và anh chạy đó các bạn. Đây, anh đội đèn, anh đội cái đèn. Anh đội cái đèn này nãy giờ anh đi vô chuyến nào cũng nhiều cá nhưng mà. Anh là làm biến lội ra anh quăng trong bờ không dính con nào như vậy. Cái anh áo đèn này, anh đi ra khỏi ngoài cái phao ở ngoài luôn các bạn. Anh đi càng xa ở ngoài dính càng nhiều, dính cá bự quá. Đây, anh vô đây. Trời này ít cá rồi các bạn ơi, ít cá lại. Ít cá lại rồi. Đây, cho bạn qua xem cái xô cá cái nữa mình kết thúc video nha. Đây các bạn, đầy rồi, quá trời luôn. Chưa hơn nửa xô cá nha các bạn, kinh khủng, hơn nửa xô bê cá. Đây mình đón này chắc cũng khoảng 5 kg cá chứ không ít đâu nha các bạn. Đấy, khoảng 5 kg cá rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của Thái Dương TV vừa chia sẻ nha. Thật sự là nó là có một cái trải nghiệm thú vị ở cái bãi biển Pattaya này các bạn. Thật sự rất là thú vị luôn. Đây là một cái khoảnh khắc phải nói là nó bất chợt các bạn. Hồi hôm mình vẫn ngồi ở trên cái bãi cát đó các bạn. Mình vẫn thấy họ chài ở dưới này nhưng mà mình không quan tâm các bạn. Đấy, nhưng mà hôm hình như là có vài người thôi. Hôm nay mình thấy ra đông quá nè các bạn, mình lại thì mình thấy quá trời cá luôn. Rồi thôi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo của Thái Dương TV nhé.